Kính chào tất cả các bác anh chị đã quay trở lại với bản tin phải nói là rất là mới và hot ngày hôm nay của mấy anh em YouTube tụi mình nha mọi người. Có những cái thông tin mà chắc có lẽ là cô bác anh chị là mình chưa cập nhật đâu, và hôm nay thì anh em tụi mình sẽ gửi ngay lập tức cho tất cả mọi người cùng biết luôn nha. Đó chính là cái thông tin mà liên quan tới bà gói cún 20k. Đó là thông tin thứ nhất. Và cái thông tin thứ hai là liên quan tới là những cái lý do mà tại sao Hồng Loan lại giữ khư khư chiếc xe của ba mình đây lại, và chi một số tiền khá là khủng để tân trang lại, khoác lên một chiếc áo mới cho chiếc xe đó mọi người ha. Đầu tiên là mình xin nói về cái vụ nhà báo 20k cả nhà. Như cả nhà đã biết thì những cái chuyện liên quan đến cụ nhà báo này rất là nhiều việc. Từ chuyện mà bà dùng những cái từ ngữ vu khống Hồng Loan cả nhà, vu khống cho đến những việc bịa đặt cho Hồng Loan. Nói chung là dùng những cái từ ngữ là thậm tệ của một những người làm báo, thay vì dùng cái bút của mình để đi viết báo, để có những cái khoản chi phí, khoản lời. Thì không ngờ là khi mà cô ta lại học được một cái nghề báo rồi, cô ta lại dùng những ngòi bút này để đi chà đạp những người dân, những người mà không biết về những ngôn ngữ trong cái thủ tục báo chí. Điển hình như là những cái chuyện mà cô ta bị đặt ra, những câu chuyện Hồng Loan là những đứa con nuôi, đúng không anh? Đúng là đứa rồi. Con bất hợp pháp, là đứa con ăn cắp tiền của ba mình, rồi dựng chuyện cho Hồng Loan nói là con nuôi, con này các kiểu. Hoặc là khi mà cô ta khi đi đến những cái nơi hội triển lãm anh để dự dùng thử những sản phẩm của các đối tác đó, thì cô ta cũng có những thái độ rất là không khôn khéo khi mà đứng chen lắng với nhau để giành được những phần ăn. Mà cái đó là biệt danh mà tại sao mà được có được 20k là chỗ đó đó. Dạ, người ta cũng nói rồi, miếng ăn là miếng nhục đấy của bác anh chị. Đúng rồi. Và mọi người thấy là đáng lẽ ra mình là người có học thức, mình là người mà học vấn phải nói là cũng tạm ổn đi, thì mình phải biết được những cái lễ nghĩa đó, phải biết xếp hàng ha, để mà lần lượt rồi tới nhận những cái phần của mình. Đằng này chỉ vì một chiếc gọi cuốn 20k thôi mà cô ấy đứng lên, cô ấy làm mình làm mấy rồi sau đó cô ấy nói là biết cô ấy là ai không, của cô ấy là ai. Mọi người hiện tại thì thông báo cho mọi người biết là Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận và nói rằng là cô này không nằm trong danh sách hội viên của nhà báo Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và cái thông tin tiếp theo nữa mà mình muốn gửi tới cho cô bác anh chị là hiện tại thì cơ quan chức năng công an đã triệu tập bà này ba lần rồi mọi người, nhưng mà cô này lấy lý do vắng mặt là hiện tại là đang ở bên Mỹ đó mọi người, thường xuyên đi du lịch, có khả năng là để né tránh cái sự triệu tập của cơ quan chức năng. Nhưng mà làm sao mà né được anh? Đúng sẽ rồi. Có lần thứ tư, và sắp tới là nếu như mà cô này không lên thì khả năng là cơ quan chức năng sẽ tới tận nhà riêng luôn anh. Chung là sau những lần mà mời không được, đúng không, thư mời không được hoặc là không đến được cơ quan, thì sẽ có một lệnh triệu tập. Nặng hơn triệu tập đó là lệnh cưỡng chế triệu tập luôn anh em. Đến tòa, đến cơ quan chức năng để xử lý giấy tờ, hoặc là làm việc với công an về những cái chuyện phát ngôn của cô nhà báo này nha cả nhà. Chứ không phải là muốn phát ngôn gì cứ phát ngôn đâu nha. Đó. Rồi cũng thông tin cho cả nhà được biết về một chuyện liên quan đến cô nhà báo 20k này. Thì bên chị Hồng Loan cũng đã làm những lá đơn kiện cô nhà báo này liên quan đến những gì mà vu khống đó cả nhà. Và luật sư Kha là người làm đại diện pháp lý cho chị Hồng Loan về những vụ kiện này, mà luật sư Kha thì cả nhà đã biết rồi, thì là liên quan đến án hình sự nha. Mà nói đến án hình sự rồi thì tất nhiên là sẽ có một là đi tù, đơn giản là vậy thôi. Đó thì anh cứ tiếp lời đi ha. Vâng, bây giờ mình cũng đang rất là vui mọi người. Thì sau 3 lần mà công an triệu tập lên thì cô này không đi làm việc. Hiện tại thì cái vụ nhà báo 20k này thì đã do luật sư Kha, là luật sư hình sự, là sẽ tiếp nhận toàn quyền cái vụ này cho mọi người nha. Và mình đang rất là nóng lòng chờ đợi xem là cái cô này sẽ bị xử lý ra sao và như thế nào khi mà có những cái lời bịa đặt và những cái lời vu khống bôi nhọ nhỉ chị Hồng Loan ở trên mạng xã hội đấy cô chú anh chị. Và bây giờ thì mình sẽ tới những cái thông tin tiếp theo, đó là liên quan tới chiếc xe mới nhất mà của chị Hồng Loan và anh Hải là vừa sửa sang lại sau 2 tháng anh ha. Tức là chị Hồng Loan là đã chi một số tiền không hề nhỏ đâu, nó phải gần 200 triệu đấy anh. Đúng rồi. Để mà sửa sang lại cho chiếc xe này, thay toàn bộ áo mới này, rồi là từ lốp xe, rồi từ mâm xe, bên trong nội thất là đã được cải tiến là rất là hiện đại luôn anh. Đó là một cái số tiền phải nói là khá là khủng. Sau khi chị Hồng Loan là buôn bán, dành dụm
và tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ thì của quãng thời gian 4-5 tháng thì chị Long đã có cái số vốn, và sau đó thì dùng cái số vốn này để làm sao để sửa sang lại và tân trang lại chiếc xe cũ của ba mình để lại, mà chị Long lại khăng khăng và muốn giữ lại, không bao giờ muốn bán cái chiếc xe này nha mọi người. Đúng rồi anh, chính xác anh, nghĩa là đó là một cái tài sản, nói chung là gọi là món quà kỷ niệm của người ba của mình để lại cho người con. Thì cậu cũng rất là yêu quý chiếc xe này. Cũng có đợt là có người đòi trả cho cậu là 50 triệu để mua lại chiếc xe này. Nhưng mà không, cậu không có chịu bán xe cả nhà. Thà bỏ số tiền gấp mấy lần luôn để sửa xe lại, nhưng mà không có chịu bán xe này. Và hiện tại xe thì cũng đang được thay áo mới anh, cũng đang tăng quá trình tăng trang, nên cũng chưa thấy anh Hải lái đúng không anh? Như mọi người cũng đã biết rằng ngày trước đấy mọi người, thì cái chiếc xe cũ này nè là phải nói là một vật bất ly thân đối với lại cố nghệ sĩ luôn ha. Nó theo cố nghệ sĩ là trong suốt cái chặng đường và sự nghiệp mà thăng trầm của chú đấy, cho nên là chú rất là quý nó đấy. Như anh cũng vừa chia sẻ là chú đã chi một số tiền mà nó có thể mua được một chiếc xe mới xịn sang luôn, nhưng mà chú sẵn sàng lấy cái số tiền đó để mà sửa sang lại, tân trang cho cái chiếc xe cũ của mình đó. Và đến như ngày hôm nay thì chị Hồng Loan không hề bán nó đi, không hề bỏ nó mọi người, vẫn giữ lại và chi một số tiền không hề nhỏ để mà sửa sang lại chiếc xe đó. Đó là thể hiện một cái lòng mà phải nói là kính trọng, và dành một cái sự phải nói là, như mọi người thấy, phải nói là đây chính là sự tôn kính mà có một người con gái dành cho người ba của mình. Đây là một trong số ít những kỷ vật mà của cố nghệ sĩ chị Hồng Loan còn giữ lại mọi người ha. Tức là chị Hồng Loan còn giữ lại thôi, chứ còn những cái kỷ vật quan trọng khác, giá trị khác, ví dụ như là những chiếc huy chương này, rồi là những con kỳ lân vàng này thì đã không còn nữa rồi. Thì giờ chỉ còn một chiếc xe cũ này thôi anh. Đúng rồi, chính xác anh. Nói chung là còn rất là nhiều kỷ vật của cố nghệ sĩ mà chưa tìm được cả nhà. Thì chúng ta cũng đang rất là nóng lòng để chờ chị Hồng Loan có những hướng giải quyết sắp tới. Và bên cạnh đó thì nếu như cái trường hợp mà cái xe của cố nghệ sĩ mà để lại cho cô cháu gái, thì chúng ta có hỏi là liệu rằng cô cháu gái có chấp nhận chiếc xe này không? Liệu rằng cô cháu gái này có dám bỏ số tiền ra để sửa xe này không? Hay là cô cháu gái sau khi nhận xe này xong rồi quất đi phế liệu luôn? Tại vì đối với cô cháu gái là lúc nào cũng phải là đồ hiệu, hàng xịn, hàng đắt giá, chứ đâu có chưng dụng những cái kỷ vật. Những cái kỷ vật mà chiếc xe của cậu á, nó gắn liền với cuộc đời của cậu luôn. Nó gắn liền từ những vai diễn, từ những cái chuyến đi lưu diễn nè, rồi với những từ những người bạn, những chi kỷ của cậu trên chiếc xe đó. Nói chung là chiếc xe nó mang đến cho cậu những điều may mắn. Chiếc xe nó làm cho cậu là được thoải mái hơn trong những lúc mà đi diễn cả nhà. Mặc dù là so với những cái đời xe cùng loại thời điểm này thì nó là một dạng là đồ cổ đó anh, nhưng mà với một tình thương của người cậu á, thì cậu không bao giờ bỏ chiếc xe này. Và Hồng Loan cũng rất là quý trọng và luôn hiểu người ba mình như thế nào để giữ lại chiếc xe đó. Đúng rồi anh, nếu như mà thay vì Hồng Loan, mà vị trí của Hồng Loan mà thay vì là cái cô cháu khác họ đi, thì mình nghĩ là cô ấy sẽ bán thóc bán tháo, tức là bao nhiêu đồng mấy đồng cũng được, cô ấy bán ngay chứ không bao giờ mà cô ấy giữ lại những cái kỷ vật mà phải nói là của chú để lại đâu mọi người. Nhắc lấy những kỷ vật gì mà mình phải liên tưởng đến cái nhà của chị Hồng Loan mấy ngày nay á, rất là nhiều những món đồ mà của bên phía bên kia họ không dọn đi, rất bực mình anh á. Trong khi đó nhà thờ cúng, nhà có em bé mà để những món đồ dơ, đồ bẩn như vậy anh, thì rất là phản cảm. Thì chúng ta cũng mong rằng là sắp tới đây thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm việc nhanh chóng về những cái vụ kiện của chị Hồng Loan cho nó một cách là nhanh chóng nhất, để trả lại một ngôi nhà trong sạch cho chị Hồng Loan. Mặc dù bên kia nó nói là nó có thể là vào ở lại đó, nhưng mà không biết ở lại cách nào thì mình không hiểu, nhưng mà mình tin vào pháp luật, tin vào cái luật pháp của Việt Nam, nó sẽ nói chung là không làm cho mọi người thất vọng khi mà những cái gì mà mình có pháp lý rồi thì không ai có thể là bẻ gãy được cái pháp lý đó. Có thể là họ thắng trong cái lời nói của họ thôi, nhưng mà vì pháp lý họ không bao giờ thắng được anh.